Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 3. Thư số 6. Thư trả lời cư sĩ Giác Minh năm Dân Quốc thứ 23, 1934. Hôm qua nhận được thư bà và thư của cư sĩ Phạm Cổ Nông. Biết bà đời trước vốn có thiện căn, nhưng do tập khí văn nhân chưa trừ được, nên gần như chẳng được lợi ích thật sự. Nay tu tập mà vẫn chưa biết mối tương quan rất lớn giữa tự lợi và lợi tha. Đừng nói chi người ngoài, ngay cả chồng con, dâu cháu, vân vân của chính mình đều nên dạy họ thường niệm Phật hiệu. Một là khiến cho bọn họ cùng gieo thiện căn, đang trong khi cõi đời đại loạn này, nếu chẳng nương tựa vào Phật thì nguy hiểm, đáng lo lắm. Hai là nếu lúc bình thường chẳng dạy bọn họ uốn nắn tập khí, thì một mai kia lúc bà sắp mất, bọn họ sẽ thuận theo chi kiến thế tục, tính chuyện phô trương, khóc lóc, mù quáng. Dẫu bà có công phu tịnh nghiệp, có thể tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn, nhưng gặp phải những hành động đó phá hoại tịnh niệm, chắc chắn vẫn ở lại trong cõi xa bà. Từ trần xa kiếp này cho đến trần xa kiếp khác vẫn bị luân hồi trong sáu nẻo. Do vậy, khuyên quyến thuộc niệm Phật chính là một đại sự khẩn yếu nhất. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, chẳng thể làm cho bà được hưởng lợi ích nơi diệu lý của kinh giáo. Chỉ có mỗi một việc này do từng trải mấy mươi năm là có thể làm cho bà đích thân được lợi ích trong đời này. Nếu bà làm theo được, sẽ chẳng khác gì cầu Phật tiếp dẫn bà và quyến thuộc cùng con cháu đời sau. Này tôi đặt pháp danh cho bà là Triều Giác, có nghĩa là chính bà, quyến thuộc và những người quen biết đều cùng quy hướng A-di-đà Phật Đại Giác Thế Tôn vậy. Hiện thời, phạm vi hoạt động của nữ giới được nới lỏng. Nếu chẳng dùng Phật Pháp để duy trì, thì sau này chẳng biết biến đổi thành ra tình cảnh như thế nào nữa. Bà xưa đã có huệ căn, há chẳng dùng chuyện tự lợi lợi tha này để tịnh nghiệp của chính mình được thuần thục, cao đăng thượng phẩm hay sao? Này tôi gửi cho bà một bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Đây là loại nguyên bản chứ không phải là loại trích yếu giản lược đang được lưu hành. Một bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, một bộ Cứu Kiếp Biên, một bộ Quán Âm Tụng in theo lối mộc bản, một bộ Lịch Sử Thông Kỷ in bằng lối mộc bản. Hai bộ này không có người lưu thông vì phí tổn lớn quá. Và các thứ khác xếp cho đầy bưu kiện,
đều có liên quan đến nhân tâm thế đạo. Quán Âm Tụng do một đệ tử bỏ tiền in nhờ một vị tăng ở Nam Kinh giảo chánh. Vị này có học thức giảo chánh khá tốt, cho đem khắc tại Dương Châu, nhưng do vì chiến tranh, đường bưu điện thường chẳng thông suốt. Đến khi khắc xong, do đường bưu điện không thông nên phải đình lại lâu ngày. Sắp đem bản khắc gửi đi, thì am của vị tăng đó bị kẻ có thế lực đoạt mất. Tâm tình đã loạn, nên chẳng thể xét duyệt thẩm định được nữa. Về sau, đem in ra 400 bộ, in xong xem lại, mới biết sai ngoa khá nhiều. Do vậy, phải in riêng một bản đính chánh ghép vào. Xin hãy chú ý dựa theo bản đó mà sửa cho đúng. Cứu Kiếp Biên tên gọi đầy đủ là Phật Học Cứu Kiếp Biên, do ông Hứa Chỉ Tịnh biên soạn. Nội dung tập hợp những giáo huấn trọng yếu để khuyến thiện tu tịnh độ, bao gồm các huấn thị về tam quy, ngũ giới, thập thiện, cải ác hướng thiện, tín nguyện niệm Phật, phổ hiền hạnh nguyện, vân vân. Quán Âm Tụng tên gọi đầy đủ là Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng, cũng do ông Hứa Chỉ Tịnh biên soạn. Nội dung trích thuật kinh luận nêu rõ những duyên khởi, sự phát tâm, thị hiện cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông Hứa Chỉ Tịnh soạn cuốn này theo yêu cầu của Tổ Ấn Quang. Lịch Sử Thống Kỷ tên gọi đầy đủ là Lịch Sử Cảm Ứng Thống Kỷ, do ông Nhiếp Vân Đài biên soạn. Hứa Chỉ Tịnh ghi lời bàn định. Nội dung thâu thập những câu chuyện trong lịch sử, trích từ các bộ sử nổi tiếng của Trung Hoa, từ Sử Ký cho đến Minh Sử, khởi đầu bằng chuyện Vua Thuấn, kết thúc bằng chuyện Cáp Lập Ma, tức Karmapa của Phật giáo Tây Tạng, thời Vĩnh Lạc nhà Minh. Lại kèm thêm một lá thư gửi cho khắp mọi người, đúng là của báu truyền đời của mọi người. Văn tự tuy nông cạn, hời hợt, nhưng chẳng có một chữ nào vô dụng. Năm ngoái, Phật Quang phân xã ở Vụ Nguyên được thành lập. Một đệ tử xin Quang viết lời tựa. Quang một mực không giữ lại bản thảo, nhưng với bài ấy đặc biệt sao lại đem gửi đi. Muốn gửi cho Phật Học Đặc San Xã, nhưng chần chừ chưa gửi. Nay đem gửi tới cho bà, xem xong xin chuyển cho cư sĩ Phạm Cổ Nông, bảo với ông ta tôi đã đặt pháp danh cho bà, để Quang khỏi phải viết thư cho ông ta nữa. Quang già rồi, do sức túc nghiệp, sanh ra mới được 6 tháng liền bị bệnh mắt. Suốt 6 tháng không mở được mắt, không ngớt tiếng khóc. Nay đã hơn 70 tuổi rồi, gần đây mục lực rất yếu. Từ mùa đông năm ngoái, hễ có thư từ gì gửi đến đều dặn sau này đừng gửi thư nữa. Thư gửi đến quyết không phúc đáp, để khỏi bị ôm nỗi đau Tây Hà. Ôm nỗi đau Tây Hà. Tử Hạ tên thật là Bốc Thương, người xứ Ôn, nước Tấn, nay là huyện Ôn, tỉnh Hà Nam. Thời Xuân Thu là một đệ tử nổi tiếng của Khổng Tử, được thờ phối hưởng trong văn miếu. Ông không thích làm quan, nhưng vâng lời thầy ra làm quan ở nước Cử, nay là huyện Cử, tỉnh Sơn Đông. Sau khi Khổng Tử mất, ông bèn từ quan sang sống tại Tây Hà, huyện Đào, mở trường dạy học. Học trò ông thành đạt rất đông, có nhiều người rất nổi tiếng như Can Mộc, Ngụy Văn Hầu, Ngô Khởi, v
vân vân. Tuổi già, người con trai duy nhất đột nhiên lăn ra chết. Ông thương tâm, khóc đến nỗi mù mắt. Do đó mới có thành ngữ ôm nỗi đau Tây Hà. Tổ mượn thành ngữ này với ngụ ý tránh viết lách quá nhiều đến nỗi mắt bị mù. Thư số 7, thư trả lời Huyễn Tu Đại Sư, năm Dân Quốc thứ 23, 1934. Tông chỉ niệm Phật là sanh lòng tin chân thật, tức tín, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu, tức hạnh. Tín, nguyện, hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất chính là nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp chọn sáu căn chính là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là thâu nhiếp ý căn. Miệng phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tức là thâu nhiếp thiệt căn. Tai phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ, tức là thâu nhiếp nhĩ căn. Gom ba căn này vào Phật hiệu thì chắc chắn mắt chẳng thể nhìn loạn. Lúc niệm Phật, mắt phải khép hờ, tức là rủ mí mắt xuống, đừng có mở to mắt. Mắt đã nhiếp thì mũi cũng chẳng ngửi loạn, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng được nhiếp. Sáu căn đã nhiếp, chẳng tán loạn, thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật thì mới là tịnh niệm. Sáu căn chẳng nhiếp thì dù có niệm Phật, vọng niệm trong tâm vẫn tưng bừng, khó được lợi ích thật sự. Nếu có thể thường nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Thường giữ được tịnh niệm tiếp nối chính là nhất tâm bất loạn. Dần dần sẽ đạt được niệm Phật tam muội.
Thư số 8 trả lời thư cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam. Hai lá thư. Năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Thư số 1. Thư tuyên ngôn của cư sĩ Lâm, ngôn từ lẫn lý lẽ châu đáo rất hay, chương trình hoạt động đại lược cũng hết sức nghiêm chỉnh, châu đáo, trọn vẹn. Đủ thấy được tình trạng giáo hóa Phật Pháp hưng thạnh ở Vân Nam vậy. Nhưng hãy nên tận lực vâng giữ bổn phận, đừng học theo thói ham cao chuộng xa. Ví như mặc áo ăn cơm đều phải căn cứ theo kích cỡ thân thể, sức ăn của mỗi người. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu. Khát uống, đói ăn thì dưỡng được thân tâm, làm sái cách thì thân lẫn tâm đều bị thương tổn. Chứ nào phải uống ăn, áo vải mỏng, áo cừu là tốt hay chẳng tốt, mà là do người có khéo dùng hay không. Bất luận tư cách như thế nào, đều phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại phải nên chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, vì cậy vào Phật tử lực so với ỷ vào tự lực khó dễ, thật cách biệt vời vợi như trời với đất. Gần đây có những hạng người luôn phô phang sự giải thoát đằng miệng, cho người niệm Phật là hủ bại đợi chết. Xin chớ bị những tà thuyết ấy mê hoặc. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xứng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này, cũng sẽ dùng pháp môn cậy vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản. Trái nghịch thời tiết nhân duyên cũng giống như mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo cừu. Đói uống, khát ăn không chỉ vô ích mà lại còn thành hại. Chánh nghĩa của Phật giáo hoàn toàn khế hợp luân thường đạo lý. Trong đời có kẻ ngoại đạo thường hay xén trộm những danh từ Phật giáo để thực hành đạo vận khí, luyện đan, rồi gọi Hoa Mỹ là Tam giáo đồng nguyên, hay Nho Thích đạo cùng nguồn. Nguồn cố nhiên là đồng, nhưng ngành nhánh thì khác. Nếu chấp nhận kiểu đồng nguyên ngoài miệng của bọn dị kiến là nguồn cội của Tam giáo, sẽ đắc tội lớn với thánh nhân Tam giáo. Này giúp sức nơi luân thường và pháp môn tịnh độ, thì tương lai ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ gặp được nguồn. Nếu bỏ điều này, coi pháp bí mật truyền dạy cách luyện đan là nguồn cội, sẽ trở thành vĩnh viễn mê mất nguồn cội chân thật, đi mãi trong nẻo tà. Hãy nên đem điều này nói với những tín sĩ có túc căn nhưng chưa biết cội nguồn của Phật Pháp thì lợi ích lớn lao lắm. Cảnh Kỳ Sương pháp danh là Đức Sương, Hàn Thọ Sơn pháp danh là Đức Sùng, phải biết vốn có tánh đức rất sáng suốt, lại cực kỳ cao quý, chỉ vì chẳng biết nên đâm ra tối tăm hèn kém. Nếu chịu kiểm điểm hết thảy, khởi tâm động niệm, sẽ tự có thể khôi phục gốc, trở về nguồn, đích thân
được thụ dụng nhưng không thể không tận lực chuyên chú giữ vẹn luân thường và niệm Phật. Dùng cách này để tự hành lại còn để dạy người thì gọi là Phật tử. Đối với tất cả các sách của Hoằng Hóa Xã, hãy nên bảo họ gửi cho một hai phần để những lâm hữu hay thành viên của cư sĩ Lâm xem đọc, cũng như bảo họ gửi kèm theo thư mục để tiện việc muốn thỉnh sách nào có lợi cho người thì cứ theo danh sách đó mà thỉnh. Hiện nay có bộ Tăng Tu Lịch Sử Thống Kỳ đã in xong, chẳng bao lâu rào đính hoàn thành. Tôi sẽ gửi một hai bộ để kết duyên Phổ Đà Sơn Chí, có thể xuất bản vào cuối thu hoặc đầu đông. Bộ Chánh Tín Lục của ông La Lưỡng Phong cũng có thể được xuất bản vào đầu thu. Nguyên văn bộ Tịnh Độ Thập Yếu sẽ được xuất bản vào mùa hạ hay mùa thu năm sau. Bộ sách này rất hữu ích cho tịnh nghiệp hành nhân. Do có những việc như vậy nên Quang chưa thể cự tuyệt hết thảy. Tuy mang tiếng bế quan nhưng vẫn bận bịu đủ chuyện. Đợi đến khi những việc ấy xong xuôi, ắt sẽ cự tuyệt hết thảy. Để mong đến ngày 30 tháng Chạp không bị chướng ngại theo Phật vãng sanh, sau này không có chuyện cần thiết thì chớ nên gửi thư đến, bởi tôi chẳng đủ tinh thần, không có sức đáp ứng. Thơ thứ hai. Nói ngày 30 tháng Chạp nghĩa là nói chuẩn bị sẵn, chứ không phải là biết trước lúc mất sẽ nhằm ngày 30 tháng Chạp. 30 tháng Chạp là ngày năm cùng tháng tận, cho nên cổ nhân thường mượn từ ngữ này để ví cho lúc chết. Nếu bình thường chẳng sớm chuẩn bị sẵn, đến lúc ấy chắc chắn tay chân cuống quýt. Nhóm 7 người các ông Trần Chánh Am vân vân đã muốn quy y thì hãy nên dựa theo văn sao Gia Ngôn Lục để tu trì thì mới chẳng phụ cái tâm ấy. Hiện nay các nơi ngoại đạo rất nhiều, bọn họ đều coi luyện đan vận khí cầu thành tiên sanh lên trời là chuyện tột bậc. Đã quy y Phật pháp thì chớ nên kiêm tu những pháp ấy nữa. Tà chánh xen tạp thì chánh cũng thành tà. Lại nữa, ai nấy đều nên giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Ắt phải lấy nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi làm nhiệm vụ trọng yếu để vun đắp quốc gia, khiến cho ai nấy đều hành theo những điều này, thì lẽ đâu thiên hạ chẳng tự được thái bình. Này thiên hạ loạn lạc, cội nguồn đều do chẳng bàn đến sự giáo dục trong gia đình, chẳng nhắc đến nhân quả báo ứng nên mới ươm thành mối họa vậy. Này tôi gửi 7 bộ Tăng Tu Lịch Sử Thống Kỳ mới được in, 4 bộ Chánh Tín Lục nhận được, xin hãy châm trước mà phân phối. Chánh Tín Lục phá được thiên kiến hẹp hòi câu nệ bậc nhất. Thiện căn của người đọc sách bị những vị tiên sinh bên lý học đoạn dứt, nhưng các tiên sinh bên lý học đều trộm lấy những nghĩa lý của Phật pháp để tự xưng hùng, lại sợ người đời sau học Phật, bèn ra sức bài xích, hòng ngăn lấp hàng hậu học để họ chẳng biết đến Phật pháp. Nhưng làm sao ngăn trở được người có chút túc căn? Chẳng qua là dùng mánh khóe ấy để người căn tánh trung hạ không cách nào đích thân được gội nhuần pháp trạch vậy.
Này tôi đặt pháp danh cho mỗi người trong bọn họ, xin hãy chia thư ra giao cho họ, hoặc đem những ý chánh yếu trong thư này viết lại gửi đi để mỗi người tự sao lấy. Không có hình gửi kèm theo, chỉ mong lễ Phật niệm Phật. Dùng hình tôi nào có ích chi? Cõi đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên tai nhân họa không lúc nào nhiều hơn lúc này. Trong thời thế này, mọi người đều phải phát tâm cảm kích, ai nấy phải nỗ lực tu đạo, làm người trong luân thường và ứng xử hằng ngày, kiêm tu pháp môn tịnh độ. Đấy gọi là tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo, Phật pháp lẫn thế pháp đều cùng hành. Nếu trong những kiếp xưa chẳng gieo căn lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì sẽ trở thành lên núi báu trở về tay không, cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. Thư số 9 trả lời thư cư sĩ Châu Tụng Nghiêu. Đính kèm minh văn thư hỏi năm dân quốc thứ 20 1931. Này, con có một nghi vấn, thỉnh cầu lão pháp sư từ bi khai thị. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nhưng vì người tin Phật được mười phương tam thế chư Phật hộ niệm, Thiên Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Dương thường theo ủng hộ, ác nghiệp những đời trước cũng dần dần được tiêu diệt, dù có oán đối cũng chẳng thể hại được. Đấy chính là điều kinh Phật đã nói, quyết chẳng phải là lời nói dối. Vậy mà trong tháng 3, con nhận được tin từ mẹ con ở Thượng Hải gửi đến, cho biết có bà Trương hết sức tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật, ăn chay, tâm hết sức từ bi làm lành. Nào ngờ một bữa kia, mang đồ chay đến cho một vị sư huynh nọ, đi đường bị xe hơi tông chết. Sau đó, sở cảnh sát giao thông đem xác về. Đến 3 bữa sau, con cháu trong nhà mới biết chuyện, đến lãnh về tận liệm. Còn nghe chuyện này xong, trong tâm hết sức kinh hãi, đến nay ngờ vực không giải quyết được. Hơn nữa, những người trong Phật hội nghe như vậy cũng đều bất an. Vì thế con mới đặc biệt dâng thư này, khẩn cầu lão pháp sư chỉ bày nguyên do vì sao bà ta lâm chung
lại khổ sở đến thế? Rốt cuộc bà ta có được giảng sanh Tây Phương hay chăng? Xin hãy giảng minh bạch điều này, khiến cho mọi người an tâm niệm Phật, cảm tạ ân đức khôn cùng. Nhận được thư, biết các hạ đối với đạo lý Phật Pháp còn chưa thật sự hiểu rõ. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp hữu thể tướng giả, thập phương hư không bất năng dung thọ. Hay giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Phải biết, người tu trì nếu chân thành, không dối trá, thì có thể chuyển được nghiệp, chuyển quả báo nặng nề ở đời sau thành quả báo nhẹ trong đời này. Phàm phu mắt thịt chỉ thấy được những sự thực cát hung hiện thời, chẳng thể biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào. Như bà cụ ấy tu tập tinh dòng nhiều năm, một bữa kia chết thảm, có thể là do khổ báo ấy sẽ tiêu diệt được quả báo trong tam đồ ác đạo đã tạo, được sanh trong thiện đạo. Nếu lúc sống có tín nguyện chân thật thì cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, chẳng dám ức đoán là quyết định vãng sanh hoặc quyết định chẳng vãng sanh. Chỉ có thể nói quyết định làm lành ắt được báo lành, làm ác quyết mắc báo ác. Làm lành mà mắc ác báo thì chính là quả báo của ác nghiệp đời trước, chứ không phải là quả báo của thiện nghiệp trong đời hiện tại. Các ông trông thấy cụ già đó bị quả báo ấy, trong lòng chắc là có tà kiến, làm lành vô phước, điều thiện chẳng đáng làm, cho nên mới kinh hoàng, ngờ vực. Chi kiến như vậy thì có khác gì người chưa được nghe Phật Pháp đâu. Nếu tin sâu lời Phật, quyết chẳng vì chuyện này mà có thái độ kinh hoàng, ngờ vực ấy. Bởi lẽ chuyện nhân quả trùng điệp vô tận, nhân này chưa kết thành quả báo, quả kia đã chín trước, giống như trồng lúa vậy, thứ lúa chín sớm thâu hoạch trước, giống như thiếu nợ, kẻ có sức mạnh lôi đi trước. Thời xưa có kẻ suốt đời làm lành, khi lâm chung chết thảm để tiêu túc nghiệp, đời sau lại được phú quý tôn vinh, như một vị tăng ở chùa Dục Vương, tức chùa A Dục Vương, đời Tống, muốn tu bổ điện thờ Xá Lợi, nghĩ Nghi Thân Vương có thế lực, bèn đến quyên mộ. Quyên chẳng được mấy, phát phẫn quá mức, bèn dùng búa chặt tay trước điện thờ Xá Lợi, chảy máu đến chết. Ngay khi đó, vương gia sanh được một đứa con, cứ khóc mãi không ngừng. Vua em bồng đi chơi, đến bên chỗ có treo hình tháp Xá Lợi, liền nín, đi khỏi lại khóc. Bà vú bèn lấy bức hình ấy xuống. Bà vú thường cầm bức hình ấy giơ ra trước mặt thì vĩnh viễn không khóc. Vương nghe vậy lấy làm lạ, bèn sai người qua chùa Dục Vương hỏi tin vị tăng ấy, thì ngày sanh của đứa con đó đúng vào ngày ông sư ấy chặt tay chảy máu đến chết. Vương bèn một mình tu bổ điện Xá Lợi. Đến năm đứa con ấy tròn 20 tuổi, Ninh Tông băng, không có con, bèn cho chàng trai ấy nối ngôi, làm hoàng đế 41 năm, tức là Tống Lý Tông 1225 đến 1265. Vậy,
cái chết của ông Tăng ấy cũng là thảm tử. Nếu chàng thường khóc không ngừng, thấy bức vẽ Xá Lợi bèn nín, ai biết được đứa bé ấy chính là hậu thân của vị Tăng đã chặt tay chết thảm. Chuyện này chép trong A Dục Vương Sơn Chí, năm Quang Tự thứ 21, 1895. Quang đến lễ Xá Lợi mấy chục ngày, đọc được chuyện này. Người hiểu lý gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả có sai lầm, hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý chấp, chết cứng vào quy củ, chẳng biết nhân quả phức tạp, đến nỗi lầm lạc nảy sanh nghi ngờ, bàn bạc. Nói chung là do tâm không có chánh kiến. Như nói người niệm Phật có tam bảo gia bị, long thiên che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. Chỉ vì chưa hiểu rõ lý, chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bàn bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia, giới hiền luật sư ở Tây Vực, đức cao khắp đời, đạo lẫy lừng tứ chúc, tức bốn xứ thiên chúc. Giới hiền Silabhadra sống khoảng thế kỷ thứ 6 hay thứ 7, là một vị luận sư nổi tiếng của Đại Thừa Phật Giáo Du Già Hạnh hay Duy Thức, trụ trì chùa Nalanda ở tại nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ. Sư thuộc dòng dõi Hoàng gia Samatata ở Đông Ấn, hiếu học từ thuở nhỏ, tham học với khắp các bậc minh triết. Khi đến Nalanda, sư gặp được hộ pháp Bồ Tát, nghe ngài giảng pháp, tin tưởng giác ngộ, bèn theo xuất gia. Năm 30 tuổi, sư từng viết luận khiến các sư trưởng ngoại đạo khắp cả một giải Nam Ấn Độ phải chịu thua. Sư trụ trì chùa Nalanda rất lâu, chuyên hoằng truyền giáo nghĩa Duy Thức. Sư y cứ các bộ giải thâm mật kinh, Du Già Sư Địa Luận, vân vân, chia Phật giáo thành ba thời là hữu, không, trung, lập ra thuyết ngũ chủng tánh. Khi ngài Huyền Trang đến cầu học, sư đã hơn 100 tuổi. Do đức độ và kiến thức của sư, đại chúng không kêu trực tiếp pháp danh nữa, mà gọi sư bằng mỹ hiệu Chánh Pháp Tạng. Thiên chúc chính là Ấn Độ, do thời cổ các âm chúc độc đọc giống nhau, vì vậy cổ thư còn phiên thiên chúc là thiên độc, thiên đốc hay thân độc. Theo các nhà nghiên cứu, đây đều là những âm đọc sai của chữ Hindustan. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, quyển 85, Pháp Sư Huyền Trang ghi danh xưng thiên chúc, nhiều ý kiến bàn bạc khác biệt. Thời cổ gọi là thân độc hoặc gọi là hiền đậu. Nay theo chánh âm nên đọc là Ấn Độ. Ấn Độ, Hán dịch là Nguyệt hay Mặt Trăng. Mặt Trăng có nhiều tên, đây là một tên. Ấn Độ chia thành 5 xứ hay ngũ chúc, ngoại trừ phần trung ương, 4 khu, Đông, Tây, Nam, Bắc, được gọi chung là tứ chúc. Do túc nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu nổi, muốn tự tử, chợt thấy 3 vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống, bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm quốc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu. Do ông hoằng dương Phật Pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người,
để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học pháp. Giới Hiền luận sư nghe xong, dáng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó, ngài Giới Hiền bảo đệ tử thuật lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào ứa lệ. Đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói Giới Hiền chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ liền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thoái thất đạo tâm. Nếu thấy người tạo ác, hiện tại được phước báo thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết đều là tiền nhân hậu quả và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyển quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Thư số 10. Thư trả lời cư sĩ Đức Sướng. Năm Dân Quốc 23, 1934. Nhận được thư ông và thư thầy Minh Đạo, biết đứa con thứ ba mới 20 tuổi chợt bị chết yểu, khôn ngăn than thở. Huống chi ông nuôi dạy bấy nhiêu năm, phí ngần ấy tinh thần tìm của, trong lòng sao khỏi cảm thương. Tuy nhiên, chớ nghĩ chính mình một lòng sốt sắng làm chuyện công ích, quy y Phật Pháp, sao chẳng được Phật che chở, rồi đâm ra oán hận. Phải biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Hoặc ta thiếu nợ người, hoặc người thiếu nợ ta, hoặc ta thiếu mạng người, hoặc người thiếu mạng ta. Do đôi bên thiếu nợ nhau nên sanh ra đủ loại con cái khác nhau. Có đứa trả nợ, có đứa đòi nợ, có đứa báo đức, có đứa báo oán. Trong đời này, tuy ông khởi tâm xử sự mọi chuyện rất tốt, há lẽ nào nhiều đời nhiều kiếp đều hoàn toàn không có tội nghiệp gì ư? Vì thế,
gặp cảnh ngộ bất như ý, con người chỉ nên phát tâm sám hối tội nghiệp, chẳng nên sanh ý tưởng oán trời trách người. Nếu có thể phát tâm sám hối, chẳng sanh oán hờn, đó là gặp nghịch cảnh vân chịu, phước về sau khó thể suy lường được. Đứa con này của ông đại khái là do đòi nợ mà đến, đòi đủ nợ rồi bèn lìa đời. Chủ nợ đã đi rồi, sao ông không sanh ý tưởng giải thoát nghiệp lụy, lại nảy sanh lòng oán trời trách Phật, trở thành điên đảo vậy ư? Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, ông Vương Chi Tường ở Bắc Thông Châu, tên tự là Thiết Sang, có một đứa con rất thông minh, rất hiếu thuận. Đứa lớn mắc bệnh thần kinh, tâm ông Thiết Sang mong mọi đứa nhỏ này sẽ kế thừa tiếng tâm gia đình. Năm nó 21-22 tuổi, đã cưới vợ, sanh được một gái. Một ngày nọ, bệnh nặng sắp chết, Thiết Sang đau khổ cùng cực, gào lên: "X ơi, ngươi đã đến làm con ta, sao lại muốn bỏ đi trong khoảnh khắc này?" Đứa con ấy trừng mắt, nói giọng Quảng Tây: "Tao nào phải là con nhà mày, tao là người thứ 14 Nói xong chết liền. Trước kia, lúc ông Thiết Sang giữ việc binh bị ở Quảng Tây, lập kế giết 13 tên đầu lĩnh giặc cướp ra hàng. Trước hết, dùng cách đối đãi thật chiều chuộng, nồng hậu để xoa dịu, mời chúng ăn cơm. Lại còn mời những người có danh vọng lớn đến bồi tiếp, thưởng cho mỗi tên 24 đồng. Bảo chúng, ban ngày bận lắm, không thể chuyện trò cặn kẽ cùng các ngươi được. Tới tối hãy đến, sẽ xếp đặt chức vụ cho mỗi người trong bọn ngươi. 13 người đó, chẳng biết ông muốn giết họ, lại kéo một người bạn thân cùng đi, cho rằng ông Thiết Sang sẽ nể tình, cũng xin cho người ấy được một chức vụ tốt. Tối hôm ấy họ đến, cứ qua một cửa liền khóa ngay cửa ấy lại, đặt phục binh trong hoa sảnh. Bọn họ đến nơi, Thiết Sang rút đao đang đeo ra chém, phục binh cùng ùa ra giết, chặt được 14 cái đầu lâu, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nào biết người ấy chính là đứa con này. Uổng công hơn 20 năm nuôi dạy nhọc nhằn, đến lúc chết lại trừng mắt quát tháo, chẳng nhận Thiết Sang là cha. Nói chung, cá nhân trở thành con cái trong cõi đời chẳng ngoài bốn nghĩa: đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Đứa con này do đời trước ông đã thiếu nợ nó, sạch nợ liền đi. Nếu là trả nợ và báo ân thì sẽ được nó hiếu dưỡng. Hơn nữa, ông đã quy y Phật Pháp, phải hiểu thế gian mọi sự vô thường. Nếu chẳng cực lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ theo nghiệp luân hồi trong tam đồ lục đạo làm sao ngưng ước cho được. Với cái chết của đứa con này, càng phải biết hết thảy mọi sự đều không nương cậy được. Chỉ có Tây Phương A-di-đà Phật chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hết thảy chúng sanh bọn ta. Từ đấy phát tâm cảm kích, phát tâm tinh tấn, đem những công đức ta đã làm và công đức niệm Phật đều cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương.
Ông làm được như thế, thì cái chết của đứa con này chính là lời nhắc nhở, thúc đẩy ông, tránh cho ông khỏi bị mê muội bởi phước báo quyến thuộc thế gian, đến nỗi chẳng sanh lòng nhàm lìa xa bà, cũng như không sanh lòng ưa muốn cực lạc. Vì thế, giáng cho ông một gậy vào đầu đau buốt. Hóa ra ông chẳng quán sát nhận hiểu nơi bản thân, lại sanh khởi đủ mọi ngu kiến oán trời oán Phật, trở thành mê gốc chạy theo ngọn, chẳng biết tự phản tỉnh. Người đời thường hay khoe khoang, kiêu căng bởi những công đức chính mình đã tạo, dễ dãi đối với những tội lỗi chính mình đã gây. Con người ai không tội? Đừng nói chi quá khứ. Nếu chỉ nói trong đời này thì đã giết đủ loại chúng sanh cho sướng miệng bụng. Chúng nó nào phải cổ, đá, chẳng biết đau khổ, chẳng muốn sống, chỉ mong người ta giết ăn ư. Ông đã giết ăn nó, tương lai nó nhất định cũng muốn giết ăn ông. Suốt một đời, con người không biết đã ăn bao nhiêu sanh linh. Có nên lớn lối bảo, ta vô tội, bị trời phạt lầm hay chăng? Do vậy, nói chung thường nhân chẳng thấy được bản thân có lỗi, nói chung thánh nhân chẳng thấy chính mình có đức. Chẳng thấy có lỗi thì tội chất như núi, chẳng thấy có đức thì đức cao tày trời. Ông chớ có nói như kẻ ngu si, hãy cực lực làm lành, nỗ lực niệm Phật. Tất cả hết thảy công đức thiện sự lợi người đều nên hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì tâm hành trong đời hiện tại sẽ khế hợp với tâm hành của Thánh Hiền. Đến khi lâm chung, chắc chắn được A-di-đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đấy chính là lúc gặt hái công lao kết quả vậy. Nếu chẳng sanh Tây Phương, thì chuyện lành đã làm sớm hay muộn đều hưởng quả báo. Nhưng quả báo do giết ăn chúng sanh cũng khó khỏi phải trả. Đáng sợ lắm thay. Trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường, năm Dân Quốc 20, 1931. Lạc Huệ Bân đến cầm theo thư ông và danh sách những người khác xin quy y. Biết cư sĩ niên kỷ đã 65, một con, một cháu đều bị chết yểu. Luận theo nhân tình thế gian, thật đáng đau lòng. Nếu luận theo pháp môn tịnh độ, liễu sanh tử
thì thật là nhân duyên tối thắng để siêu phàm nhập thánh. Người thế gian sanh ra chẳng biết từ đâu đến, chết đi không biết sẽ về đâu. Thật là một đại sự trọng yếu trong đời người. Chỉ vì tâm niệm coi trọng con cháu nên đâm ra coi thường, bỏ qua đại sự sanh tử của chính mình. Nếu con cháu của cư sĩ trường thọ làm quan, chắc sẽ bị phú quý phước lộc làm mê, sợ rằng khó phát được cái tâm quy y Tam Bảo, sinh thọ ngũ giới này. Bất quá chỉ mong phước thọ chết tốt lành là cùng. Đối với pháp thân huệ mạng vẫn không nghe, không tin. Nếu như chuyện gì cũng vừa ý, há có thể nào vượt ra ngoài chuyện sống uổng chết phí được hay chăng? Cảnh ngộ hiện thời chẳng tốt đẹp, biết đời người không gì chẳng phải là khổ. Lại đọc tường tận các sách tịnh độ, biết chúng ta vốn sẵn có chốn quê cũ an lạc để yên thân lập mạng. Suốt ngày chỉ nghĩ đến Phật, chỉ cầu tịnh độ, mãi cho đến khi lâm chung, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử đến tột cùng đời vị lai, hưởng diệu lạc thù thắng. Do vậy mới nói, con ấy, cháu ấy quả thật đã thành tựu đại sự liễu sanh tử cho ông nên mới mất trước. Hãy nên sanh tâm cảm kích lớn lao, nguyện dùng công đức niệm Phật của chính mình để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn cho họ. Ngõ hầu họ cũng được nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, khiến cho người con, người cháu ấy chẳng uổng công chết sớm. Người khéo đạt lợi ích thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện lợi ích. Người cam lòng chịu bị tổn hại thì không chuyện gì chẳng phải là chuyện tổn hại. Tùy theo kiến giải của mỗi người như thế nào. Ông đã phát tâm quy y. Nay tôi đặt pháp danh cho ông là Đức Hy, nghĩa là dùng đại bồ đề tâm mong cho dù ta hay người đều được gọi từ quan của Phật, sanh về tịnh độ của Phật. Tất cả những nghĩa lý tam quy, ngũ giới, thập thiện đã giải thích đại lược trong bộ văn sao, nên không ghi lại nữa. Đối với việc tự thệ thọ giới, nơi thư gửi cho bà từ trong bộ văn sao cũng đã có nói qua, nên cũng không cần phải nhắc lại. Tức là lá thư gửi cho bà từ Phước Hiền, đánh số 33 trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên tập 1. Điều đáng nói là phải chăm chú, coi trọng thực hành. Nếu người học Phật chẳng chú trọng tận tụy thực hành thì có khác gì kép hát trong cõi đời đâu. Trên sân khấu khổ sướng, buồn vui diễn cho thật giống như đúc, nhưng thật ra cũng chẳng có mảy may gì liên quan đến ta. Như vậy thì sẽ trở thành gã si ham danh ghét thật, tâm muốn lừa người dối Phật. Thật sự chỉ tạo thành cái lỗi lừa người dối Phật. Người còn chẳng nên lừa, huống gì là Phật. Phải chú trọng thật sự thực hiện thì mới nên. Đối với việc tu trì, hãy nên chuyên chú tịnh độ. Bởi ông đã gần đến tuổi cổ hy, 70 tuổi, ngày tháng không còn được mấy. Nếu muốn đọc rộng rãi các kinh luận Đại Thừa,
sẽ không đủ tinh thần, không đủ tri thức, mà lại chẳng có đủ thời gian. Chỉ một pháp sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương là pháp môn vô thượng thắng diệu bậc nhất. Hãy nên chết sạch cái tâm mong ngóng, một vai gánh vác, quyết định ngay trong đời này giả biệt ngũ trược, cao đăng chính phẩm. Lại nên phát tâm đại từ bi, vì hết thảy những người quen biết nói lợi ích của pháp môn này, khiến cho bọn họ đều cùng tu tập, thì công đức của chính mình càng thêm rộng lớn. Đối với người ngoài còn như thế, huống gì đối với vợ, con dâu, cháu dâu của chính mình, nỡ để họ chẳng được hưởng ích lợi nơi pháp ư? Một là để an ủi vợ ông trong cảnh già, hai là để an ủi nỗi thê lương của con dâu, cháu dâu, khiến họ cũng do pháp này được siêu phàm nhập thánh, điểu sanh thoát tử, thì thật là có công hiệu lợi người. Thêm nữa, người niệm Phật nếu đã chứng đạo thì lúc lâm chung mặc cho dao cắt, hương bôi, trọn chẳng hề có chuyện động niệm, nên không có những cái được gọi là tổn hại hay lợi ích. Nếu chỉ có sức tu trì, chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, khi lâm chung được người khác trợ niệm, sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu gặp phải quyến thuộc vô tri, ngay trước khi chưa chết đã tắm rửa, thay quần áo sẵn, khiến cho người sắp mất bị dời đồng, chịu khổ. Dù chẳng bị khổ, nhưng vừa bị dời đồng thì tâm chẳng thể quy nhất nơi Phật. Do thân thể bị đồng, tâm liền chẳng thể triệt để thanh tịnh thuần nhất. Nếu lại còn đối trước người sắp mất khóc lóc, thì chính người sắp mất ấy cũng sanh ái luyến, nên chẳng tương ứng cùng Phật. Muốn được vãng sanh chẳng có cách nào. Do vậy, lúc thường ngày phải làm cho họ biết lợi hại, phải thường bảo với họ để đến khi chính mình lâm chung, bọn họ chính là người trợ đạo. Không chỉ có ích cho ta, mà đối với bọn họ đều có lợi ích lớn lao. Nếu chỉ biết tự mình tu trì, trọn chẳng thuận lẽ lợi hại cùng bọn họ, lúc ông lâm chung, chắc chắn bọn họ sẽ là kẻ phá hoại chánh niệm, chắc chắn chẳng giúp cho ông tịnh tâm để được vãng sanh. Ông đã tin quan, quan chẳng thể không vì ông tính kế. Do quan từng trải 52 năm, biết rất kỹ lẽ lợi hại tại đâu. Nếu chẳng nói với ông sẽ chẳng chọn hết phận mình. Em trai ông là Tiếp Khanh cũng đã 60 rồi, cũng nên đưa thư này cho xem. Phải biết trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, nếu muốn cho phàm phu nghiệp lực đầy thân được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, mà lìa pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương này, thì Đức Phật cũng chẳng nói được pháp môn thứ hai nào khác. Hết thảy các pháp môn khác đều phải tu đến mức nghiệp tận tình không mới có phần liễu sanh tử. Nếu như còn mảy may nào chưa tận thì sanh tử vẫn y như cũ, chẳng giải quyết xong. Nếu luận về nghiệp tận tình không, thì hiện thời sợ rằng cả cõi đời cũng khó kiếm được một hai kẻ. Nếu do tín nguyện niệm Phật cầu sanh, thì vạn người chẳng sót một ai. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành,
đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, thương xót hết thảy, yêu tiếc sanh mạng loài vật, kiên giết, ăn chay, rộng hành phương tiện. Ngõ hầu tâm này thường tương ứng với tâm Phật thì mới nên. Nếu bề ngoài làm ra vẻ tu trì, bên trong không có tâm chân thật, đó là người giả thiện. Kẻ giả thiện làm sao đạt được lợi ích chân thật? Thêm nữa, bà Đàm nhà họ Lạc là thúc tổ mẫu bà thím của ông Bân Chương, 81 tuổi. Bàn Tài Phương sống ở ngõ Ải Nhãn, Cửa Đông. Hai người này cũng đều cầu thọ tam quy ngũ giới. Xin hãy đem ý này bảo lại cho họ. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong bộ văn sao, ở đây không nhắc lại nữa. Nay cõi đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên lý nhân luân gần như bị phế bỏ hoàn toàn, để trở về cái thời con người chẳng khác gì cầm thú. Xét đến cội nguồn gây ra nông nổi này, đều là do chẳng xem nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi là những lý thực, sự thực. Do vậy, điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, khiến cho tâm không có chỗ nương tựa, nên bị một trận gió Âu Tây thổi qua. Từ ấy cái gốc bèn bị biến đổi dữ dội, rốt cuộc trở thành hiện tượng như hiện thời. Nay muốn đẩy lùi con sóng cuồng loạn, nếu chẳng lấy việc đề xướng nhân quả báo ứng làm tiêu chuẩn, thì dù có phương cách hay ho cũng chẳng có hiệu quả thật sự gì. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Chuyển Ngữ, Bửu Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiểu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải hay Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm. Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.